Cô chào các em. Hôm nay cô và các em lại gặp nhau trong tiết đạo đức lớp 5, tình bạn. Trong phần khởi động, cô có hai câu hỏi dành cho các em. Câu thứ nhất, trong tình bạn, bạn bè cần phải đối xử với nhau như thế nào? Cô chắc rằng các em đã có câu trả lời rồi, phải không? Nào, chúng ta cùng kiểm tra câu trả lời của mình. Trong tình bạn, bạn bè cần phải đối xử với nhau chân thành, yêu thương, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Câu thứ hai, em đã làm gì để xây dựng, vun đắp một tình bạn đẹp? Để xây dựng, vun đắp một tình bạn đẹp, em giúp bạn trong học tập, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với bạn. Bắt đầu tiết học hôm nay, các em hãy mở sách giáo khoa trang 18 và cùng cô làm các bài tập nhé. Bài tập số 1. Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em chọn cách ứng xử nào? Vì sao? Cô có các tình huống: A. Mặt bạn không quan tâm. B. Tán thưởng việc làm của bạn. C. Bắt chước bạn. D. Bao che cho bạn. D. Khuyên ngăn bạn. E. Mách thầy giáo, cô giáo. D. Không chơi với bạn nữa. Em hãy chọn cách ứng xử đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhé. Nào, chúng ta cùng kiểm tra câu trả lời của mình. Đáp án D, khuyên ngăn bạn là cách ứng xử đúng nhất. Em cần khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái, vì như thế mới giúp bạn nhận ra lỗi sai để bạn tiến bộ. Có như vậy, em mới là người bạn tốt. Chúng ta sang bài tập 3. Hãy sưu tầm một câu chuyện, một tấm gương hoặc các câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát nói về tình bạn đẹp. Ở bài tập này, các em có thể tìm đọc trong sách Báo Nhi Đồng, Báo Khăn Quàng Đỏ, hỏi cha mẹ, anh chị hay truy cập thông tin trên Internet để sưu tầm được một câu chuyện, một tấm gương hoặc các câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát nói về tình bạn đẹp. Cô giới thiệu với các em một số câu ca dao, tục ngữ nói về tình bạn. Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi, ân cần có nhau. Hay có câu, đi xa mà gặp bạn hiền cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời. Hoặc, học thầy không thầy học bạn. Cô giới thiệu với các em câu chuyện về tình bạn của đôi bạn Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu. Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu là học sinh của trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Minh không có đôi chân lành lặn và cánh tay phải bình thường như các bạn khác. Minh mong ước được đến trường để thực hiện ước mơ trở thành một lập trình viên. Biết được ước mơ và nghị lực của bạn, Hiếu đã làm đôi chân của bạn. Suốt 10 năm liền, Hiếu đã cõng bạn đi học, và cả hai bạn đều có kết quả học tốt. Ngô Minh Hiếu đúng là một người bạn vô cùng tốt bụng, biết làm những điều có ích cho bạn mình. Chúng ta sang bài tập 4. Em sẽ làm gì để có tình bạn đẹp? Để có tình bạn đẹp, em phải biết yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ bạn lúc khó khăn,
biết cảm thông, lắng nghe, chia sẻ với bạn khi bạn có niềm vui, nỗi buồn. Tình bạn đẹp không phải tự nhiên mà có, mỗi chúng ta cần phải vun đắp, giữ gìn mới có được tình bạn. Ghi nhớ, bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có như vậy, tình bạn mới thêm thân thiết, gắn bó. Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi ân cần bên nhau. Ở nhà, em hãy học thuộc ghi nhớ và thực hành đối xử tốt với bạn bè xung quanh. Chuẩn bị bài Kính già yêu trẻ. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tất cả các em.